Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Động thái của con nuôi Hoài Linh khi bị cho rằng hỗn láo với bà Phương Hằng. Bất ngờ bị nghi ngờ là có những phát ngôn không tôn trọng người lớn, Gia Bảo rất bức xúc và đã lên tiếng nói rõ ràng trên trang cá nhân. Cụ thể, đáp trả lại lời tuyên bố tặng sách giáo dục công dân và đạo đức của bà Hằng, trên trang cá nhân của con nuôi Hoài Linh có bài đăng với nội dung là đem về cho ông Huỳnh Uy Dũng đọc. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ với bài đăng này, cho rằng thái độ này là không tôn trọng người lớn. Ngoài ra, ông Dũng cũng chưa từng động chạm đến Gia Bảo. Sau đó, nam ca sĩ đã bài đăng đính chính sự việc. Anh tiết lộ rằng bài đăng đó là do anh bị giả mạo. Đính kèm đó, anh còn đăng những bức ảnh về hoạt động trên Facebook chứng minh mình không xóa bài và không đăng gì cả. Anh còn khẳng định rằng những người thân quen đều thời gian đó, nam ca sĩ dành để ở bên cạnh các con, không hề đi đăng những nội dung hỗn hào như thế. Chia sẻ này của Gia Bảo khiến cho rất nhiều người chú ý. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.